Quá wow, các bạn ơi, cái kem đông lại rồi. Quá wow, kem gì vậy bạn Kiệt? Kem dưa hấu. Đây các bạn ơi, một cái kem dưa hấu đã đông rồi nha. Lấy miếng dưa hấu ra được không bạn Kiệt? Không, ngắt. Cứ ngắt hả? Quá wow, ngon quá các bạn ơi. Đây dưa hấu. Ăn đây ngon không? Ngon cứng quá các bạn ơi, đông rồi. Quá wow, các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ mở hết mấy cái kem này ra nha. Mình coi thử coi cái kem nào đẹp nhất. Rồi, mở cái kem màu đỏ ra. Rồi, mình nhúng nước cho nó lạnh. Xong rồi cái mình mở ra nó dễ hơn nha các bạn. Wow, wow, nước quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái kem màu đỏ như cái áo của bằng Kiệt luôn nè. Quá, xin chào bạn Kiệt nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Kiệt làm kem nha. Làm kem với mình xay một cái máy xay sinh tố nè. Cái máy ép nước trái cây á. Mình ép ra nước trái cây này. Xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ trái cây vô mấy cái ly này. Mình có mấy màu đây bạn Kiệt? Có 5 màu. Đây, màu xanh, màu đỏ, màu vàng nhạt và màu xanh nước biển và màu cam. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ bỏ trái cây vô cái ly nước trái cây này rồi mình đi làm kem nha. Mình sẽ bỏ trái nho vô cái ly màu cam. Rồi mỗi một ly mình bỏ 4 trái đi bạn Kiệt ơi, 3 trái đi. Rồi. Đây nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cho nó đông đá thành cái kem nha. Rồi tới trái dưa hấu thôi. Dưa hấu mình bỏ vô ly màu vàng nè bạn Kiệt ơi, cho nó có màu đẹp. Đúng rồi. Mình bỏ 2 miếng dưa hấu đi. Rồi mình có 2 miếng rồi. Thôi bỏ nhiều lên bạn Kiệt ơi, cho nó chìm xuống luôn đi. 3 miếng luôn nghe các bạn. Rồi mình sẽ bỏ 3 miếng dưa hấu đây. Rồi hồi mình sẽ cho nó thành một cái kem nha. Mình sẽ bỏ thơm vô màu. Thơm vô màu xanh đi. Rồi thơm vô màu xanh sẽ làm một cái ly kem thơm. Hấp dẫn. Rồi một miếng thơm thôi bạn Kiệt ơi, nó bự quá à. 2 miếng đi. Rồi 2 miếng luôn hả? Cho miếng nữa nha. Bỏ chưa? Rồi bây giờ sẽ bỏ lê vô. Lê vô cái ly màu đỏ nha. Mình sẽ có một cái ly kem dâu lê. Rồi bây giờ chuối. Chuối mình sẽ bỏ vô cái ly màu xanh này nha các bạn. Bỏ 4 miếng luôn. Rồi bỏ chuối nhiều vô cho họ nó thành cái kem nha các bạn. 1 miếng nữa đi. Rồi bây giờ để đây hồi cho nó, mình đem vô cho nó đông thành cái kem nha. Cho bỏ vô cái máy làm kem cho nó đông thành cái kem. Rồi bây giờ mình sẽ xoay trái cây nha. Bây giờ bạn Kiệt sẽ ép trái cây nghe. Mình ép ra nước trái cây. Bây giờ mình sẽ ép trái chuối trước. Rồi bỏ chuối vô thôi bạn Kiệt ơi. Đây mình có một cái máy ép trái cây. Một hồi nước nó sẽ ra đây nè các bạn. Rồi bắt đầu ép thôi. Rồi quay đi bạn Kiệt ơi. Đây nè các bạn ơi, mình ép trái chuối gì nữa, nó chạy rồi kìa. Rồi nước ra chưa ta? Nước ra chưa bạn Kiệt? Wow, trái chuối nó ra gì vậy? Cái chuối không có nước hay gì các bạn ơi. Ê, cái chuối không có nước mà nó ra nè. Đây, một hồi lấy cái này làm kem chuối luôn nha các bạn. Đúng rồi, mình sẽ xay chuối ra làm kem chuối được luôn á. Rồi, bây giờ xay chuối ra làm kem chuối luôn. Wow, cái máy xay này hay quá. Rồi, gần hết rồi, mình lấy cái đó mình đẩy xuống nha các bạn cho nó chạy xuống. Rồi, cái máy này hay quá. Rồi, sức ra rồi. Rồi, hết trái chuối chưa bạn Kiệt? Chưa. Chưa hả? Quá. Quá, trời. Chuối nó không có ra nước được các bạn ơi. Mà nó ra cái gì dưới đây nè. Nó ra chuối sai các bạn ơi. Rồi ra chuối sai luôn. Rồi hết rồi. Nè đây nè các bạn ơi, mình làm được quá. Bây giờ mình lấy cái chuối này mình vô mình làm kem chuối nha. Rồi bây giờ mình sẽ xay cái nho nha. Đấy nè các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xay nước nho nha. Xay nước trái nho thôi. Hồi nãy mình xay nước trái chuối nhưng mà trái chuối nó không có nước, nó chỉ có chuối xay thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nho vô cái này rồi bắt đầu mình xay nha các bạn. Đây các bạn ơi, cái máy xay này nó hay lắm nha. Đó, mình bấm như vậy nè, xong rồi cái trái nho nó bị kẹt xuống nè. Đó, xong rồi nước nó ra. Đó, quay đã lắm. Đặc biệt là không chút nặng nha các bạn. Đây, cái đường nho nó vô nè các bạn, nhẹ lắm nha. Xíu nhẹ. Cho nó vô xong rồi hồi cái nước nó chảy dưới đây nè.
Rồi xoay thôi bạn Kiệt ơi. Đây các bạn, bây giờ bạn Kiệt sẽ xoay nha. Rồi đây nước nho nó sẽ chảy xuống đây nè. Rồi màn hình xong rồi mình sẽ có nước nho uống. Rồi cái cặn bã của nó sẽ ra cục đầu nha. Rồi mạnh lên bạn Kiệt ơi, mạnh lên. Wow, đã quá. Rồi mạnh lên bạn Kiệt ơi, mạnh. Rồi ép xuống, mình phải lấy cây mình đè, mình ép nó mới được nha các bạn. Ép cho nó chảy xuống. Wow, nước nó chảy chưa? Wow, quá trời nước luôn. Trời ơi, có chừng nước ra. Wow, nước ra quá trời luôn. Mạnh lên bạn Kiệt ơi. Rồi các bạn ơi, nước quá trời luôn rồi nè. Hết nhỏ chưa? Chưa các bạn ơi. Ôi cái máy này quay vui quá. Mạnh lên, mạnh lên. Đây các bạn ơi, trời ơi. Rồi sắp gần hết rồi nha. Rồi đây nè các bạn ơi, bã nó sẽ rớt dưới đây nha. Còn nước nó sẽ chảy xuống đây nè. Wow. Rồi. Rồi sắp hết rồi các bạn ơi. Hết cái này mình sẽ xoay trái thơm nha. Trái thơm nè, trái dưa hấu và trái lê nữa. Mình chơi nước ép tổng hợp luôn. Rồi xong rồi các bạn ơi, để coi bao nhiêu nước rồi nha. Rồi dở lên coi bao nhiêu nước rồi bạn Kiệt. Yeah. Wow, đây các bạn ơi, nước ép nho. Rồi đổ vô ly nha. Đây nước ép nho nè. Wow, uống thử coi ngon không. À ngon quá trời ơi. Chua chua chát chát. Rồi mình phải pha đường vô các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ xoay trái dưa hấu nha. Hãy bỏ vào bên đi, mình xoay, mình có loại nước ép nho nè. Pha miếng đường vô nữa. Rồi bây giờ sẽ xoay trái dưa hấu. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ xoay nước dưa hấu nha các bạn. Mình bỏ dưa hấu vô mình xoay. Wow, chắc ngon lắm á. Rồi, xoay thôi bạn Kiệt ơi. Và cái máy này quay bằng tay, em bé có thể chơi nó không có dùng bằng điện nha các bạn, rất an toàn luôn. Đó, mình xoay cái nước dưa hấu nó chảy xuống nè. Đã ghê không? Cái này là xoay tập thể dục luôn á các bạn ơi. Lên chuột luôn, lên chuột chứ bạn Kiệt. Rồi, mạnh lên, nước ra quá trời rồi các bạn ơi. Rồi, thêm một miếng nữa nha. Mình xoay nửa cái thố nước thôi. Thành một cái ly nước là mình uống vừa đủ rồi. Đây các bạn ơi, nhớ uống nước trái cây mỗi ngày nha. Rất là khỏe luôn. Đây nè các bạn, bã của trái dưa hấu nè, nó rớt ra ngoài đây nè. Ủa, cái này ăn được luôn á. Ủa, nó mịn lắm. Wow. Rồi, nước nhiều chứ bạn Kiệt. Hết cái miếng này được rồi các bạn ơi. Wow, nước nhiều rồi các bạn ơi. Chỉ xài hết cái miếng này thôi. Wow. Rồi, nước ra hết chưa? Đây các bạn ơi, nước nó chảy xuống quá trời luôn nè. Rồi một ngày mình xay cỡ 2 miếng thôi. Rồi chế nước vô ly bạn Kiệt ơi. Đây nước dưa hấu. Wow, nước này giống nước xì tin ghê chưa. Rồi uống thử nha. Một hồi bỏ đá vô đây mình uống nè. Mát lặng luôn á. Wow, trời ơi, nước dưa hấu ngọt quá. Ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, nước này là ngon hơn nước cái trái, trái nho nãy nha các bạn. Trái nho nãy nó chua lắm. Wow, nước dưa hấu này bỏ đá vô là uống lại ghiền luôn. Wow, ngon quá. Rồi tiếp tục mình sẽ xay nước nước trái thơm nha các bạn. Đây, là thơm nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn Kiệt sẽ làm nước ép thơm nha. Đây, nước ép trái thơm nè các bạn ơi. Chắc là thơm lắm đây. Wow, nước nó chảy ra chưa bạn Kiệt ơi. Mình phải dùng một ép các bạn ơi. Rồi, phải lấy cái cây ép ép thôi. Thơm này nó hơi cứng nha các bạn. Rồi thấy nó chảy xuống rồi. Wow, trái thơm này nó nước ra rồi đây. Wow, nước màu vàng các bạn ơi. Đây cái vả thơm nó chảy ra đầu này nè. Đã ghê chưa. Wow. Hết một miếng thôi. Đây các bạn ơi, hết thơm rồi hả? Rồi thêm nha, thêm nữa. Cho dễ nha các bạn. Rồi mình bẻ ra cho nó dễ luôn. Wow, nước chảy ra quá trời rồi. Đây một cái máy
máy xoay trái cây, máy ép trái cây rất là hay nha. Ai cũng có thể làm được luôn. Em bé cũng làm được, không sợ điện nha các bạn. Đúng rồi. Máy xài bằng xe tay nha. Mình bỏ đồ vô là mình xoay được nha. Hay lắm. Rồi hết rồi các bạn ơi. Quá, wow, cái bả nó chạy ra kìa, vui ghê chưa. Quá, wow, bả nó chạy ra như sợ mì vậy đó. Rồi lấy ly thôi, lấy ly, bỏ nước thơm vô thôi. Rồi mình lấy ly mình uống thử coi ngon không nha. Quá, wow, nước thơm màu vàng, đẹp quá. Quá hơi chua nhưng mà ngon lắm các bạn ơi. Rất là đậm đà luôn. Này mình thêm miếng đá nữa là được rồi đó. Thôi nước thơm này nó ngon như nước dưa hấu luôn á các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ làm thử nước ép trái lê nha. Đây các bạn ơi, đây là trái lê nha. Không biết nước ép trái lê này nó ngon như nước dưa hấu với nước thơm không. Bạn không nữa nước không hả? Rồi bây giờ mình bỏ lê vô, mình sẽ xay nước ép lê. Được rồi. Rồi xay thôi bạn Kiệt ơi. Rồi lấy cây đè đè xuống nha. Quả trái lê này cứng quá các bạn ơi, mình phải đè xuống nó mới chạy ra lần. Ê, cái này mình mốt mình cắt nhỏ nha các bạn. Ví dụ như cái nào là cứng á, mình sẽ cắt nhỏ rằm đỏ vô cho dễ xoay. Quả ra nước kìa các bạn. Ôi, trái lê đã ra nước rồi. Quả lần đầu tiên uống nước lê luôn các bạn ơi. Đó giờ là chưa uống nước lê lần nào luôn á. Hôm nay sẽ được uống nước lê nha. À uống ép cái cây tới nhà mình nha, mình bán nước ép trái cây đây. Rồi nay cho Văn Kiệt làm nước ép trái cây bán luôn. Quả wow, có nước rồi các bạn ơi. Nhưng mà trái lê hình như nó ít nước. Ít nước hơn trái thơm với trái dưa hấu. Trái chuối là không có nước rồi. Rồi trái chuối là không có nước luôn các bạn ơi. Đây cái chỗ này là chỗ bả lê nó ra nè. Rất là mềm luôn á. Rồi được miếng nước rồi nè các bạn ơi. Trái này ít nước quá. Rồi hết rồi các bạn ơi. Rồi lấy cái ly bỏ vô thôi các bạn ơi. Quên bạn Kiệt ơi, lấy ly bỏ nước lê vô. Đây. Đây mình uống thử nước lê nha các bạn. Nước lê này nó ít nước hơn là trái dưa hấu với trái thơm. Nhưng mà uống thử coi ngon không. Wow. Đây, nước lê màu vàng luôn nha, vàng lợt. Quá wow. Trời nước lê nó ngọt thanh quá. Ngon hen. Ngon quá các bạn ơi. Trời nước lê ngon quá. Rồi đi vô thử coi cái kem nó chín chưa nha. Quá wow, các bạn ơi, cái kem đông lại rồi. Quá wow, kem gì vậy bạn Kiệt? Kem dưa hấu. Đây các bạn ơi, một cái kem dưa hấu đã đông rồi nha. Lấy miếng dưa hấu ra được không bạn Kiệt? Không, ngắt. Cứ ngắt hả? Quá ngon quá các bạn ơi. Đây dưa hấu. Ăn đây ngon không? Ngon cứng quá các bạn ơi, đông rồi. Quá các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ mở hết mấy cái kem này ra nha. Mình coi thử coi cái kem nào đẹp nhất. Đây. Rồi, mở cái kem màu đỏ ra. Rồi mình nhúng nước cho nó lạnh xong rồi cái mình mở ra nó dễ hơn nha các bạn. Quá trời quá, nước quá trời luôn các bạn ơi. Trời, cái kem màu đỏ y như cái áo của bạn Kiệt luôn nè. Đây là cái kem gì vậy bạn Kiệt? Đây kem. Đây là cái kem trái lê nha. Trái lê hồi trưa mình xay đó. Rồi, tiếp theo ngon bạn Kiệt, ngon không? Ngon quá các bạn ơi. Rồi mình sẽ mở cái hũ kem màu xanh lá cây nha các bạn ơi. Wow, cái kem ly khổng lồ luôn nha. Rồi, lên luôn rồi. Quá wow, đẹp quá. Rồi mở tiếp cái ly kem màu xanh nước biển luôn đi bạn Kiệt ơi. Ăn nha, bá cháy một chén luôn nha các bạn. Trời đang nóng mà ăn kem mà thôi là trời ơi, ghiền luôn á. Wow.
quá. Rồi tiếp một cái kem màu cam luôn. Cái này có hương thơm không các bạn? Quá, cái này là kem thơm nè. Này là kem chuối nha, kem dưa hấu, kem lê và kem nho. Đây, một cái kem nho. Kem nho quá trời nho luôn. Kem nho bị đúng cái gõ á. Cho miếng đi bạn Kiệt, cái thèm quá. Bẻ ra miếng ăn thử nha các bạn. Đây kem nè, kem trái cây của mình làm đó. Ngọt quá. Cho trái nho ăn thử đi bạn Kiệt ơi. Mình lấy thử một trái nho ăn nha. Nho trong cái ly kem nè. Quá. Ôi giòn quá. Trời, nho ngọt luôn. Hồi trưa nho chua mà giờ cũng ngọt luôn các bạn ơi. Ngon không? Ngon quá các bạn ơi. Ui. Ngon quá. Hôm nay vậy đâu rồi. Cho các bạn xem với. Wow, trái nho kìa. Cho ăn trái đi bạn Kiệt ơi, ngon quá à. Đây các bạn ơi, ngon quá. Bẻ thành trái nho nữa nha. Wow. Ai ăn kem với lại nước ép thì tới nhà mình nha. Ê nè các bạn ơi, một cái máy xay trái cây này nó hay lắm nha. Rớt kem với đây, thèm quá. Mình xoay á là mình được bây giờ cho xay lợn nha. Xay trái chuối nha. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ xoay thử cho các bạn xem nha. Đây một cái máy ép trái cây nè. Đây cái đồ đè nè bạn Kiệt ơi. Đè cho trái chuối xuống đi. Rồi xoay ra. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Rồi nó ra rồi nè các bạn ơi, nó ra rồi, chuẩn bị ra nha. Wow. Có thể làm kem chuối không? Rồi mình cái này mình làm kem chuối ngon lắm á các bạn. Đây. Đó, mình làm kem chuối ngon lắm nha. Quá từng sợ luôn nha các bạn. Wow, nó từng sợ như sợ mì vậy nè. Chảy ra nè, thấy chưa? Đã lắm. Rồi quay tiếp đi bạn Kiệt ơi. Còn một trái nữa nha. Bây giờ mình quay, mình sẽ vô làm một cái kem chuối. Siêu ngon luôn. Siêu ngon, siêu ngọt, siêu hấp dẫn. Wow. Ôi. Nó ra hai bên luôn. Một đầu này với một đầu này đầu luôn nè. Đầu này là dẹp nha các bạn. Đây các bạn ơi, như vậy là cái video giới thiệu về cái máy xoay trái cây đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bây giờ mình sẽ đi mua sữa về, mình sẽ làm kem chuối nha.